Kính thưa quý vị, khi chuyển đổi số trở thành câu chuyện không của riêng ai, mỗi ngân hàng lựa chọn một con đường cho riêng mình. Các ngân hàng đều có thể tiếp cận những công nghệ mới nhất. Do đó, ngân hàng nào am hiểu khách hàng để phát triển những dịch vụ phù hợp dựa trên nền tảng công nghệ mới có thể vượt lên. Đó chính là câu chuyện của OCB khi ra mắt tính năng API mới. Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2020 vừa công bố, OCB đã vươn vào nhóm ngân hàng tư nhân hàng đầu tại Việt Nam theo hai tiêu chí tăng trưởng quy mô và chất lượng tài sản. Vượt qua một năm đầy thách thức do tác động của đại dịch COVID-19, OCB tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, đánh dấu những bước tiến vững chắc để nằm trong nhóm những ngân hàng có hiệu suất sinh lời cao nhất toàn ngành. Lợi nhuận đạt 4.420 tỷ, vào nhóm top 7 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có lợi nhuận cao nhất tại Việt Nam trong năm 2020. 2021 là năm được ban lãnh đạo OCB xác định tiếp tục đầu tư, bứt phá về ngân hàng số. OCB cũng đã có những chiến lược rất cụ thể. Đầu tiên, OCB sẽ tiếp tục ứng dụng các công nghệ mới nhất trên thị trường để khách hàng có những trải nghiệm tốt hơn. Ví dụ như việc định danh điện tử eKYC đã có từ năm ngoái để mở tài khoản và năm nay sẽ được ứng dụng trên toàn hệ thống trong nhiều hoạt động hàng ngày như xác thực, thanh toán bằng khuôn mặt, nhận dạng khách hàng ở chi nhánh, giám sát ở máy ATM. Những công nghệ khác như tự động hóa, hợp đồng điện tử, chữ ký điện tử, robot sẽ tiếp tục số hóa nhiều khâu vận hành phía sau để giảm thiểu chi phí thời gian. Trải nghiệm của khách hàng theo đó cũng sẽ nhanh hơn, tốt hơn. Chúng tôi cũng tiếp tục ứng dụng các công nghệ mới, nền tảng phân tích dữ liệu, data hub, marketing automation mới để chăm sóc, phục vụ khách hàng tốt hơn. OCB là một trong những ngân hàng tiên phong về nền tảng Open API. Kế hoạch để phát triển nền tảng này trong thời gian tới cũng hứa hẹn sẽ nhiều khó khăn hơn. OCB có hai yếu tố thuận lợi để ứng dụng Open API. Chúng tôi là ngân hàng có bộ phận kinh doanh API riêng biệt và đang có nền tảng công nghệ sẵn sàng. Nhờ đó, OCB có thể chủ động đóng gói các dịch vụ tài chính cho khách hàng của các đối tác. Hệ sinh thái bên ngoài, dịch vụ của OCB có thể được cung cấp ngay trên nền tảng của bên thứ ba, như các công ty bất động sản, thương mại điện tử, fintech, đặt phòng trực tuyến. Việc hợp tác triển khai diễn ra rất nhanh. OCB là một ngân hàng và phải đáp ứng rất nhiều dịch vụ cho tập khách hàng rất lớn. Trong khi đó, một fintech chỉ tập trung vào đúng một nhu cầu cụ thể của một nhóm khách hàng. Ngân hàng không thể tự làm hết mọi thứ, và nếu làm cũng sẽ cần nhiều thời gian, con người. Do đó, OCB rất sẵn sàng cởi mở trong việc hợp tác với các đối tác fintech nếu giữa hai bên có sự phù hợp. OCB kỳ vọng ngân hàng số sẽ phát triển ít nhất 50% khách hàng mới và 95% giao dịch của khách hàng sẽ được thực hiện online. Dù chưa nhắm đến chỉ tiêu đứng đầu về số lượng người dùng ngân hàng số, tuy nhiên, OCB tự tin có thể trở thành kênh ngân hàng điện tử tốt nhất về tỷ trọng giao dịch, nền tảng dịch vụ.